Ủa tao nói nè, cú lô cú lô cái gì gì đó cú bốn lửa đó có để in năng bốn lửa bên nào chứ tao chứ
Thế tàu à? Wow. Ông nó đấy là. Đi tập với lại luôn. Lấy được cái nào? Lấy được cái nào? Đấy là quả ăn. Đấy chứ tí tâm nào luôn. Nước thì còn bánh nào. Đi vào tít đâu? Đi tít đâu mà? Nè. Nè. Đấy, cầu lúc dây vô lên đặt. À, nè, một tầng. Thôi, bên nó ăn đi là bố. Bố ăn. Tăng hả? Cái mì lễ. Cái gì? Các ca lì bởi dầu. Ăn mì trang. Đến là bà ca. Mẹ nạp bỏ ca. Nó chẳng mà. Nó tà múa cỏ. Ô. Chẳng ơ. Cái gì bố ạ ổ bấy nào ơ. Cái gì bố ăn ổ với nó ơ. Vậy chị ổ lô lơ. Ô nè. Ô hô mi tàng. Mi tàng. Ô mi à. Ê mi. Nè mi. Nông chi bì nè. Nông chi bì mù. Nông bù mẹ nè. Ừ. Cô bé em mẹ nào cơ. Nè mẹ nào luôn.
Đây nè, đây nè. Thằng tăng luôn. Nè. Nó mắc bờ. Cái bê mù là. Nè. Mà lúc năng vật. Cái mốt ra là đảo cho. Ăn ổn chưa? Mua là. Là mua là cái mua là mua anh nào luôn này, nào luôn này, nào luôn này, nào luôn này. Đã cần giống chồng hả tôi ạ? Con khỉ đấy. Bây giờ cô tôi xem nó sẽ tự uống lâu bằng chặt vừa đã tàu đó bảo là đi hỏi xem cái quả gì xong bà đi bà nói đã xong đi bà về lấy à. Vừa mới nói quả gì nè
Cùng mỏ đi bảo bà kia. Xem bà có biết không? Vâng, hỏi xem. Wow, tầm đâu chẳng năng ở đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nên nào lúc nào thôi con tàu nó nổi mà thầm mua tấm đồng lại được ha. Ở đây gió ấm mát hả ra? Oh.